Hãy lộ loạt chi tiết trong trường tương tư phần 2 khác xa tiểu thuyết gốc. Loạt chi tiết trong trường tương tư 2 đã được thay đổi so với tiểu thuyết gốc. Trường tương tư 2 là một trong những bộ cổ trang được mong chờ lên sóng nhất hiện nay. Sau phần 1 thành công nhận được nhiều sự khen ngợi, biên kịch đã thay đổi một vài chi tiết trong phim so với tiểu thuyết gốc. Trong nguyên tác, nhân vật tương liễu đàn kiện thú đã âm thầm làm nhiều việc cho tiểu yêu dương tử, thậm chí cứu cả tình địch của mình là đồ sơn cảnh đảng vi để người mình yêu hạnh phúc. Tuy nhiên khi chuyển thể thành phim, đạo diễn đã giảm bớt sự quan trọng của nhân vật này, thay vào đó tập trung dành spotlight cho nhân vật đồ sơn cảnh. Ngoài ra trong tiểu thuyết gốc nhân vật thương huyền trương vạn ý, đã yêu điên cuồng tiểu yêu, thậm chí lập mưu giết chết đồ sơn cảnh để độc chiếm cô nàng. Khi biết sự thật tiểu yêu đã giết chết anh rồi tự sát, để giảm bớt sự đau thương, biên kịch trường tương tự Tư đã biến tất cả âm mưu độc ác của thương huyền thành một giấc mơ hoàn toàn không có thực. Cái kết của tiểu yêu đồ sơn cảnh cũng được thay đổi hoàn toàn so với tiểu thuyết gốc. Trong nguyên tác cả hai sẽ cùng nhau ra biển. Tuy nhiên phiên bản phim truyền hình đã đưa cặp đôi trở lại rừng và thậm chí cả một số phân cảnh sống ở Trần Thanh Thủy. Điều này khá hợp lý về sức mạnh của đồ sơn cảnh sẽ được phát huy mạnh nhất trên cạn cũng phù hợp để bảo vệ tiểu yêu. Trong những tiết lộ trong trailer phần 2 của phim xoay quanh từng bước thực hiện kế hoạch trả thù đồ sơn cảnh của Thương Huyền, còn tương liễu sau cùng chất trận. Sau những hiểu lầm tiểu yêu quỹ ẩn giang hồ cùng đồ sơn cảnh, thương huyền dồn hết tâm lực vào việc trị quốc bởi thương huyền cho rằng chỉ khi đất nước thái bình theo tiểu yêu mới có cuộc sống hạnh phúc và bình yên